Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft để bạn ơi. Và kế bên cạnh của mình, xin giới thiệu bạn, đó chính là Sammy Noob. Hi mọi người, mình là Sammy Pro đây, còn bên cạnh mình là Phong Cận Noob nha. Sao vậy? Ok bạn ơi, thì ngày hôm nay nè, có rất là nhiều bạn đã bảo mình rằng là anh Phong ơi, anh hãy làm tiếp tập 2 về gia đình người cá của anh đi. Cho nên hôm nay mình quyết định là mình sẽ làm tiếp tập 2 nha các bạn nha. Đó, thì như những bạn nào mà đã xem ở tập 1 rồi thì chắc bạn cũng biết rằng là mình vừa mới tìm lại được gia đình của mình. Đó chính là ba của mình và mẹ của mình và em trai của mình nha. Nhưng mà không hiểu sao á, tự nhiên ba của mình thì lại là một con cá lóc, mẹ mình thì lại là cá heo, còn em trai của mình thì là một quả trứng các bạn ơi. Mình thấy nó hơi kiểu bị ảo diệu thế nào á. Còn đây các bạn đang thấy, ở đây chính là ngôi nhà dưới ở dưới biển của mình đó bạn. Đó, gia đình của mình sống dưới biển nha. Đây là một ngôi nhà được làm từ gọi là san hô các bạn ơi. Đó, ở bên dưới biển luôn, rất là xịn sò con bò cười luôn. Đấy. Ủa mà Sam, hôm nay bà thấy ba mẹ tôi đâu không? Hả? Không, tôi không thấy, hình như là đi đâu chơi rồi hay sao ấy. Thấy trong nhà không có gì đâu luôn á. Đi tìm không ra luôn á. Ủa, hình như à đây tôi thấy ba mẹ tôi nè. Trời ơi, ba mẹ mình đang ở bên ngoài kìa các bạn ơi. Đó, để mình ra ngoài xem các bạn em làm gì ta. Ra ngoài đây Sam. A hu. Trời ơi bà ơi, nó sắp đỡ ra rồi bà ơi. Trời đất ơi, hóng quá. Trời ơi. Con trai sắp nở nè. Trời ơi. Hả, cái gì? Em trai của con sắp nở rồi hả? Trời ơi, em trai của con vẫn còn là một quả trứng. Cuối cùng ngày hôm nay em trai của mình cũng đã nở ra rồi các bạn ơi. Đâu để mình xem coi. Em trai của mình nở ra coi có đẹp trai giống như mình không nha các bạn nha. Ok, để xem thử nha. Trời ơi. Nãy giờ quả trứng nó cứ nhảy đành đạch nãy giờ nó sắp nở luôn rồi á. Ok. Rồi, cố gắng lên em trai. Cố gắng lên. Ủa? Trời ơi, nhảy nhanh kìa. Nhảy tưng tưng các bạn. Các bạn coi kìa. Trời ơi. Nhảy đành đạch luôn rồi. Trời ơi. Sam, sao mà em trai tôi nhìn có vẻ béo phì vậy, nhìn mặt ú ú à Sam ơi. Ủa trời ơi mấy bạn ơi, sao em trai của mình nhìn nó tròn vo như là trái banh vậy bạn, gì kỳ quá vậy ta. Ủa, con trai của ta thật là đẹp trai quá đi, chào mừng con đến với thế giới này. Ủa sao? Này thì đòi bay hả? Mới sinh ra mình làm cái gì đâu mà chưa có con. Để cho nói cho con nghe nè. Mới vậy á, bây giờ con còn phải gọi là phải dưỡng sức nhiều không? Con còn phải sống ở trên đây nhiều. Gọi chừng nào con lớn em tí rồi ba mới cho con bơi được, con hiểu không? Được rồi, một tí nữa có gì anh sẽ dẫn gọi là em trai của anh đi bơi nha. Ok, bình tĩnh nha em. Ôi mấy bạn ơi. Hay. Mặc dù là em trai của mình á, nhìn nó hơi mập xíu nhưng mà nhìn nó cũng rất là dễ thương các bạn ơi. nhìn thấy hình như là trái banh vậy các bạn. Trời ơi, nhân dịp con trai của ta ra đời ta vui quá đi. Thôi được rồi con trai, bây giờ ta sẽ đi ra ngoài chợ để có thể gọi là mua đồ ăn cho con ăn nha. Ồ trời ơi, hôm nay ba quyết định mở tiệc nhân dịp em trai sinh ra đời. Mà khoan từ, ở dưới biển làm gì mà có chợ ba. Ủa trời đất ơi, vậy là con trai của ta lại không hiểu biết rồi. Để ba nói cho con nghe nè, ở trên thế giới loài người á là cũng có chợ của loài người, thì tất nhiên là bên dưới gọi là loài cá thì cũng có chợ dành cho loài cá chứ con trai. Wow. Ủa? Vậy là ở chợ ở dưới biển thì người ta sẽ bán gì ta? Thường thường chợ của loài người á, người ta sẽ bán thịt heo, thịt bò nè, rồi rau củ nè, gì ta, bạch tuộc nè, mực nè, cá nè. Còn ngoài chợ ở dưới biển sẽ bán gì trời, mình tò mò ta. Ê, nhưng mà khoan từ, ba làm gì có tiền mà mình đi chợ? Ông khinh thường tôi kìa bà. Trời, nó bảo tôi có tiền à. Trời đất ơi, con làm cái gì vậy? Ba nhìn vậy thôi chứ ba gọi hơi bị giàu luôn á con. Hả? Trời, giàu hả? Đâu? Bây giờ ba thử ba cho con coi ba làm gì có tiền đâu, tiền đâu? Rồi đây được rồi, để ba cho con coi nè. Bây giờ ba sẽ dẫn vô cho con vô một cái căn phòng bí mật mà trước giờ cả gia tài này hoặc là một người nào đó không thể nào vô được. Ôi, ba ơi, lùng quá, phải không đây? Thôi, ông chích nhích ra đi. Bấm. Rồi ok, ôi cái phòng gì đây, để mình vô xem thử. Ở đây đi con trai. Oh my god. Trời, cái gì vậy? Sam ơi, bà có thấy gì không vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Kim cương, khối kim cương. Trời ơi, cá lạnh mà giàu dữ vậy ta. Trời ơi, cái gì mà
mà nhiều gì mấy bạn, các bạn nhìn nè, trời ơi, mình không ngờ gia đình của mình chỉ là gọi là người ta cá thôi mà gọi là nhà gia đình đại gia hay gì mà giàu gì gì đâu mà toàn là kim cương, khối kim cương rồi cái gì đây, ui kim cương mà còn đem dính lên trên tường cho đẹp nữa nè bạn, trời cái gì xịn dữ quá. Bởi vậy à, bởi vậy bà mới nói với con trai rằng là đừng bao giờ khinh thường gia đình của chúng ta. Gia đình của chúng ta thật ra chính là một gia tộc đầy rẫy sự kim cương ở đây đó. Wow. Con xài tới bạc đời của ông hết luôn. Trời ơi quá xịn luôn, trời nhiều kim cương quá. Sam ơi đúng ý tôi luôn. Từ trước đến giờ tôi là người rất là mê kim cương, mà bây giờ trong nhà tôi lại có rất nhiều kim cương. Trời ơi quá đã, quá đã. Hey. Ở vậy thôi ba, ba đi bây chợ giờ đi. Ba sẽ gọi là lấy một viên kim cương để đi chợ. Con trai ở nhà đừng có đụng vô cái viên kim cương của ba nghe chưa. À dạ dạ, con biết rồi, con biết rồi. À, mỗi lần đi chợ lấy cục gì đó. Rồi bà ơi, bà nhớ coi chừng con trai nha. Tôi đi chợ để nấu đồ ăn cho nó đây. Mua từ từ nha, mua đừng mua hết cái chợ nha. Yên tâm, để tôi mua món ngon thôi. Sao bỏ gì thành lành gì gì nha, cho con nhiều nhiều ra nha ba. Cái gì mà cái gì mà ăn thằng lằn luôn vậy, ghê quá à. Thôi trời ơi, bây giờ Sam, bây giờ tôi nói bà nghe nè, nhà mình giàu như thế á mà bây giờ á ba mẹ của tôi với là em trai của tôi á chỉ là loài cá ở bên dưới biển thôi thì rất là tiếc. Hay không biết ở trong làng mình á có bà phù thủy nào á có bán một cái loại thuốc gì đó mà có thể giúp cho gia đình tôi gọi là trở thành con người giống như tôi không? Tất nhiên là có rồi, ông có nhớ là bà phù thủy bất hạnh không? Hả, cái gì bà phù thủy bất hạnh hả? À tôi nhớ, tôi nhớ cái bà phù thủy bất hạnh mà bình thường tôi với bà hay thả cơm chó cái đầu bả tức giận, bả hay gọi là dùng phép thuật gọi là gì ta, để gọi là cho một mình phá mình đúng không? Yeah. Đúng rồi, chính vì vậy bà có sức mạnh phù thủy đâu, bây giờ mình chỉ cần xin bà một lọ thuốc biến những con cá thành con người thôi, có gì đâu. Ồ yeah. Hợp lý hợp lý. Ồ như vậy thì mình có thể sử dụng kim cương nè để mình kêu cái bà phù thủy bất hạnh, bả bán cho mình một cái bình thuốc có thể giúp cho gia đình của mình từ một cái loài cá mà có thể biến thành con người giống như mình. Hợp lý. Nhưng mà phải mất rất nhiều kim cương nha, bà này là vừa chảnh mà còn ghế nữa, bà đòi nhiều tiền lắm. Trời, yên tâm đi, bao nhiêu kim cương cũng được, nhà tôi giàu mà, bà nhìn đi, trời ơi, nhà tôi là nguyên một cái kho kim cương, nguyên một cái kho kim cương to đùng như thế này mà. Thôi được rồi, bây giờ Sam cứ lấy bao nhiêu tùy hết đi, lấy đi. Trời ơi, bao nhiêu hết được không? Ủa ba mà không được lấy mà, lấy hơi kỳ không? Bà nghĩ sao mà lấy hết vậy, lấy hết gia đình tôi phá sản thôi bà nội. Lấy gọi là đủ xài thôi bà nội, nhanh lên. Đủ sai thôi, ok. Rồi, tôi lấy đủ sai nè, đó, rồi. Rồi, ok. Đủ sai nè, đó, rồi. Nhiều vậy, nhiều vậy. Bà phù thủy bất hạnh đó, nó như thế, bà ham lắm, bây giờ mình phải phòng trừ chứ. Bây giờ, ví dụ như bây giờ mình tới lỗ xong rồi, bây giờ mình về nhà là mình lấy tiền à, mệt hơn không? Thôi được, ok, được rồi, lấy nhiêu đó cũng được, thôi được rồi. Bây giờ bà qua bên đó kêu bà phù thủy bất hạnh bán cho gọi là tôi một cái bình thuốc có thể giúp cho gia đình tôi từ gọi là giống như kiểu ngày xưa coi chuyện cổ tích mà nàng tiên cá, hiểu không? Đó, từ một nàng tiên cá sống dưới biển, mọc ra tay chân cái đầu trở thành con người bình thường luôn đó. Hãy kêu bà bán tôi một bình thuốc giống như vậy, hiểu không? Ok, rồi đợi ơi nha. Rồi. Ok bạn ơi, vậy thì bây giờ mình đã có được rất nhiều kim cương. Mình không ngờ mình lại là con của đại gia mấy bạn à. Nhà mình giàu ơi là giàu vậy mà từ trước giờ mình không biết. Ok, thôi rồi, để mình đợi Sam đi mua bình thuốc phép thuật về nha bạn nha. La 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 la. Hello Phong Cận. Ôi trời ơi, tôi đợi bà từ nãy giờ luôn á Sam ơi. Thôi, ủa rồi. Mà cái bà phù thủy bà có bán cho mình thuốc phép thuật không? Trời ơi, bán cái sao không? Bà ham tiền lắm, đưa kim cương là bà sáng mắt ra bà đưa tôi liền luôn, không trời cần nói ơi, nhiều. Trời ơi, xịn, vậy đưa đây. Còn tiền thừa, cho ông nè, đó còn đồng nè. Ủa, cái gì sao còn có đúng một viên kim cương, thôi cho Sam luôn đó. Ok. Ơn nè, rồi thuốc này bây giờ thuốc này ông nhớ nha, thuốc này dành cho ba nè. Đây, thuốc này dành cho ba nè. Thuốc này dành cho mẹ nè. Thuốc này dành cho em trai nè, đó, phân biệt nha. Đừng có quăng lộ nha. Ở tính ra ba bình thuốc y hệt nhau, có khác gì đâu bà nội. Nó khác tính chất hiểu không, mày không phải nhớ, đừng có quên nha. Bình này là cho ba, bình này cho mẹ, bình này cho em trai đúng không? Đúng okay, rồi. Bình em trai đầu tiên nè, bình cho mẹ nè, bình cuối cùng mình cho ba nè. Rồi ok rồi, nhớ. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình đã có thuốc gọi là biến gọi là vậy ta, nàng tiên cá trở thành con người bình thường rồi. Bây giờ mình sẽ thử biến cho gia đình mình trở thành người bình thường, thử xem coi sẽ như thế nào nha các bạn nha. Tại vì gia đình của mình á là gọi là cá ở bên dưới biển các bạn ơi. Qua em trai. Em trai ơi. Sao anh trai? Trời ơi, anh nói cho em nghe là nha, em mới vừa được sinh ra là em gọi là có người anh trai tốt bụng như anh là em rất là may mắn luôn rồi nha. Hôm nay nè anh mới mua được một cái bình thuốc. Anh cho em sâu hả? Cho em giả hả? Em ơi, tính ra là em là cá cho nên em suốt ngày đòi ăn sâu với gián không vậy? Không phải, hôm nay anh trai là có cái bình thuốc đây nè. Cái bình thuốc này chỉ cần chọi vô người em thì em có thể biến thành con người giống như anh. Đó, và em có thể lên trên bờ được. Tưởng là được cho đồ ăn chứ hóa ra là cái thuốc gì không thèm.
Trời sao lại không thèm, trời mệt ghê, đứng lại đây. Bây giờ nè, anh nói em nghe nè. Đây là nước ngọt nha, đây là nước ngọt nha em, nước ngọt của con người. À, à đúng rồi, đúng rồi. Cái này là nước ngọt của em. Em có uống nước ngọt bao giờ chưa? Em toàn uống nước biển không à, chứ em bao giờ uống nước ngọt chưa? Thì chưa, nhưng mà nó ngon lắm không? Ngon chứ trời, nó ngọt, nó ngon, dễ sợ. Cái này anh thích, anh hai thích uống lắm á. Bây giờ em mà không uống á, là anh hai gọi là giành uống đó. Ok, mình uống hết, em uống hết, uống hết luôn, uống hết luôn. Uống hết luôn. Này, đây hỏi anh hai, anh hai giữ rồi kìa, anh hai uống rồi kìa. Em uống, em uống anh hai. Trời rồi, uống đúng không? Rồi, ok, đây, anh nói em nghe nè. Em chỉ cần uống cái thuốc này vô ha, là em sẽ biến thành gọi là người ta con người có tay, có chân giống anh hai nè. Đó, sau đó em sẽ lượt lên trên bờ. Anh sẽ dẫn em đi ăn pizza, ăn KFC đó, ăn thịt nướng, ăn nhiều thứ ngon lắm. À, chắc là do em sống dưới biển nhiều quá, em không biết mấy món đó đó, mấy món đó đâu, nhưng mà yên tâm, anh sẽ giúp cho em. Ok, chuẩn bị nha. Né ra nè. Đừng sợ lưng ông nha. Rồi em trai, chuẩn bị sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Sẵn sàng rồi đúng không? Ok, chuẩn bị. 3 2 1. Ném. Ủa? Ê, hai sao tự nhiên em thấy em cao cao lên ấy? Em sao em nhìn thấy em cao hơn nè. Trời ơi, em trai của tôi. Wow, mấy bạn ơi. Nhìn nè, hơi bị dễ thương luôn. Ủa, trời ơi. Xịn quá. Sam ơi, Sam ơi, nhìn nè. Ủa mà khoan từ, sao em trai tôi cái đầu nó bự quá, Sam nó bự hơn cả tôi luôn Sam ơi. Trời ơi. À quên. Cái đầu cái thân nó to mà. Quên. Hồi nãy em trai mình gọi là lúc mà mới vừa được nở ra thì cũng gọi là cái đầu của em trai mình cũng to đùng các bạn ơi đó. Ok. Đó, trong lực nhìn cũng dễ thương đó, hợp lý. Rồi bây giờ em trai thử chạy nhảy với anh coi có chạy nhảy được không? Thử coi. Chạy nào, em chỉ biết bơi thôi. À, bây giờ là em có tay có chân rồi nè, đó thấy không, em nhảy được rồi nè. Rồi, con trai chạy coi. Biến thành người nè. Đâu, bây giờ em thử chạy anh coi chạy đi chị. Dạ. Được rồi nè. Wow, quá xịn luôn. Ok. Anh hai thấy em chạy hay không? Hay quá. Bây giờ thử nha, em trai thử chạy theo anh thử nha. Ok, chạy qua đây nè, chạy qua đây. Ủa sao không chạy mà đi lùi vậy em? Ủa em chạy mà. Chạy là mình đi thẳng thế này nè, chứ phải đi lùi hiểu không? Ngay em chạy vô anh đây luôn nhìn nhớ. Trời ơi, cái thằng nhóc này bị gì vậy? Nè, chạy là như thế này nè, là mình sẽ hướng mặt về phía trước, mình chạy hiểu không? Chứ không phải là mình đi lùi cái đó, mình đi lùi rồi. Đúng rồi, hay quá. Trời ơi, đã mày thấy không? Em trai của mình là bây giờ từ một con cá mà biến thành con người giống mình á, thấy ghê không? Đấy, ok. Rồi. Trời ơi, con trai của ta đúng là đẹp trai thật á. Còn lâu nha. Em trai mà đòi đẹp trai hơn cả anh hai vậy? Không có chuyện đó đâu. Anh là người đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ hới với điện ảnh làng Hero Team nha. Đó, ok. Rồi, tiếp theo sẽ là bình thuốc dành cho mẹ. Anh là thế giới làng Hero Team, còn em là thế giới biển cả. À, ok rồi, em đẹp trai được chưa? Em đẹp trai rồi, ok. Rồi, bây giờ tới lượt mama nè. Mama lại đây, con sẽ chọi cho mama một cái bình thuốc để mama có thể biến từ cá heo trở thành người nè. Lại đây. Ô cha, giờ mình có thuốc luôn, trời hay dữ. Cái con rồi. Đây, chuẩn bị nha. Chuẩn bị nè, đếm nè. 1, 2, 3. Ôi da, cái gì mà chóng mặt dữ thiệt, trời alo. Wow, trời ơi. Không ngờ mẹ của tôi lại xinh đến như vậy, trời. Trời ơi, các bạn ơi, bạn nhìn nè, mẹ tôi từ cá heo rồi là biến ra rồi mọc tay mọc chân ra, nhìn xinh ghê luôn á trời. Ủa, mẹ không thấy có gì lạ lạ hả mẹ? Đâu rồi, ta coi. Ủa, khoan. Ủa sao mình lại đi được này? Gì vậy? Trời đất ơi, mình có tóc nữa nè, mình là con người rồi. Trời ơi, con nói cho mama nghe nè, không chỉ gọi là có thể có tay chân đâu mà mình còn có thể thở được trên bờ nữa, không cần phải lo gọi là người ta lên trên bờ bị nghẹt thở nữa đó. Trời quá xịn luôn. Trời ơi, mình xinh dữ vậy trời. Đây bây giờ cả gia đình mình đứng chung nhau đây đó, quá đẹp luôn. Đây là gia đình của mình nha bạn nha. Khoan từ, hình như còn thiếu. À quên, còn thiếu ba của mình các bạn ơi. Ok, để một tí nữa ba của mình về, mình sẽ cho ba của mình gọi là bình thuốc cuối cùng để ba của mình biến thành gọi là người ta người luôn, để xem coi ba mình từ cá hóa thành người sẽ như thế nào nhé bạn nha. Ok, đợi thôi. Hey, trời ơi, đợi từ nãy giờ 3 tiếng đồng hồ mà sao vẫn chưa thấy ba mình về ta. Ủa, ba mình đi gọi là mua đồ ăn, đi chợ gì đâu mà lâu dữ vậy trời. Hey, chắc là bây giờ tôi phải gọi là lên trên mặt đất để tôi kiếm ba tôi quá Sam ơi, chứ ba tôi đi lâu quá à. Không biết ba có chuyện gì không nữa. Ê, cho tôi đi với. Thôi cũng được, nói chung là Sam đi chung tôi cũng được. Hey, không biết ba của mình bị gì đây. Thôi, bây giờ là em biết đi rồi, em biết chạy rồi, em biết đi bộ này.
Thôi cũng được nha con trai. Vậy thì trời bây giờ ơi. Bây giờ gọi là em hãy em trai hãy đi theo anh nha. Còn Sammy ở đây chung với mẹ tôi đi, để còn có gì gọi là người ta trông mẹ tôi nữa. Không thôi mẹ tôi ở nhà một mình tôi không an tâm, đúng không? Cũng được, thôi đi luôn. Ok, trai. Rồi, để tôi đi chung với em trai. Cẩn thận nha, trời ơi, cẩn thận á. Dạ, mama yên tâm. Rồi ok, em trai, đi theo anh nào. Dạ, chúng ta cùng nhau đi. Đi thôi. Đó, khoan. Em có biết bơi không đó, em biến thành người rồi, em biết bơi không đó. Em là cá, em biết bơi. Ok, rồi, vậy đi thôi nào. Hi, trời ơi, anh không biết bơi nhưng mà anh thì anh biết lội. Đó, ok, lội lên. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa em trai rồi. Em trai ơi, em đâu rồi? Ủa gì vậy? Em trai tôi đâu rồi? Trời ơi, rồi xong luôn, anh chìm dưới biển luôn các bạn ơi. Trời ơi. Vậy mà kêu biết bơi. Anh đây. Trời ơi, nó chìm dưới biển luôn các bạn ơi. Trời ơi. Đứng lên. Đây anh đỡ, để anh đỡ cho. Đây, anh sẽ đẩy em lên trên bờ. Anh sẽ đẩy em lên bờ. Đi. Trời ơi. Trời ơi, mình biến thành người rồi, mình đâu có thở dưới nước được đâu em. Lên, nhanh lên. Trời ơi, em... Sao em nặng thế. Ok, anh đẩy em vô bờ nè. Trời ơi. Trời ơi, ăn cho nhiều vô mập thay ra nặng quá. Trời ơi, trời. Hey, hồi nãy anh bảo là ở nhà đi, không chịu đòi đi theo anh làm gì, giờ thấy khổ chưa? Trời ơi. Nhưng mà em biết đi rồi, em phải đi khám phá thế giới này chứ. Rồi ok, vậy thôi, đi chung với anh. Đi. Hey, không biết là ba đi đâu mà lâu quá ta. Để mình gọi là đi lại cái chỗ cũ, cái chỗ mà lần trước mình gặp ba của mình á, mình lại đó mình xem coi. Hay là ba của mình lại đi vòng, sau đó bị người ta câu mất rồi thì không chừng sẽ rất là nguy hiểm. Em trai ơi, qua đây em, sẽ đứng nhìn con mèo quay. Em không biết bơi, đầy em ta với. Trời ơi, khổ quá, từ đây anh qua anh lấy đất, anh cho em đi qua. Ok, khổ ghê luôn bạn, em trai của mình nó lùn quá đó, mà lội xuống dưới nước là nó sẽ bị gọi là chìm xuống luôn bạn ơi. Mệt ghê. Ok, để mình đập đất dẫn em trai mình qua nha. Đây, anh có đất rồi nè, để anh dẫn em qua. Ôi, khổ quá bà. Thấy chưa, kêu nhà đi không chịu. Đây, đặt đất nè, ok. Rồi, đi qua. Nhảy qua. Nhảy đi, mình giờ nhảy được chứ, mình có chân mình nhảy được mà. Nhảy qua. Rồi ok, hay quá. Rồi đi. Trời ơi, phải đi kiếm ba nè, nhanh lên em ơi. Lỡ đâu ba bị người ta câu xong ta bỏ ba vô nồi lẩu luôn em ơi, nhanh lên. Đi, nhanh lên. Ba ơi. Trời ơi. Đi kiếm từ nãy giờ không thấy ba của mình đâu hết mấy bạn ơi. Trời ơi, nhìn xuống dưới biển là không thấy. À, có con heo nè, để mình lại hỏi thử. Ê heo ơi. Heo ơi, mày có thấy cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa trời, em trai em làm gì bên đó vậy? Ở đây có cái gì ngon lắm anh hai ơi, anh không anh hai. Cái này đồ ăn để lâu em ơi, không ăn được đâu. Trời, đừng có tấy máy nữa. Bây giờ mình đang đi kiếm ba mà, chứ phải mình đi chơi đâu mà em đi vòng hoài vậy. Trời ơi, đi. Ôi, có thể ba con ở đâu không cô? Trời em ơi, em em còn đứng nói chuyện với cá heo nữa. Thôi trời, ba của mình gọi là chắc là bị ai đó bắt rồi, cho nên từ nãy giờ không kiếm ra nè. Đi vòng đây xem thử. Đây có con heo nè, để anh nói chuyện với con heo thử. Quay heo ơi. Heo, ngươi có thấy ba của ta đâu không? À quên mất, mình là cá heo chứ mình đâu phải là con heo đâu. Mình nghe được con heo nói chuyện ta. Ba ơi, ba đâu? Tu tụi giới. Tu tụi giới. Ông trả này hơi ngon quá nha, bây giờ lên được bạn. Em trai qua đây, em trai qua lên. Trời ơi, qua đây, hai cái người kia. Ôi trời, em trai ơi, ba của mình kia. Ông, cứu tôi với. Ôi em trai qua đây, em trai coi chừng bị quýnh bây giờ, qua đây nhanh lên. Trời ơi, cái gì mà tự nhiên nhào vô quýnh ta vậy? Rồi, đất ơi, đây là con cả của hai tụi anh, hai nhóc vô đây là đăng cấp đó đúng không? Hả? Hay sao? Hai bạn ơi, hai bạn có thể nào cho mình xin lại con cá được không? Tại con cá này là của mình á, cho mình xin lại được không? Trời, bạn bị khùng hả? Con cá này cũng không phải của bạn đâu. Có ghi tên bạn không? Con cá này do đích thân tôi câu từ dưới hồ kia lên kìa, đừng có nói xạo. Em trai qua đây em trai. Trời ơi, em từ từ bình tĩnh, đừng có lại gần người ta vậy, người ta quýnh bây giờ hiểu không? Người ta cầm cái cây to đùng kìa, thấy không? Trời ơi trời. Hai bạn ơi, hai bạn gọi là bây giờ hai bạn bắt con cá về cũng đâu làm gì đâu, cho mình xin lại được không? Vậy ai câu mà cho vui không? Tụi tao câu về định làm cá chiên xù chấm nước mắm ăn, hiểu không? Cái gì? Trời ơi,
tính đem gọi là ba của mình về để chiên xù làm gọi là cuốn bánh chén chấm nước mắm ăn kìa bạn ơi. Khổ quá mà, trời ơi cứu tôi với, ai đó cứu tôi với, tôi không muốn gọi là kết thúc số phận ở đây đâu. Trời ơi. Con gỡ trò cho con ba ra, con gỡ trò này cái trái mày đánh nó đi, đánh nó đi. Đánh. Ê, em trai. Nè, không được quýnh em tôi nha. Không được quýnh em tôi nha, nè mấy người kia. Thôi được rồi, vậy thì bây giờ mấy người không cho tôi xin lại thì mấy người cho tôi mua lại được không? Mua lại hả? Đúng rồi. Sao? Mua lại hả? Thôi cũng được, nhưng mà báo giá cao đó nha. Câu hồi trừ từ sáng giờ. Bao nhiêu? Con cá này thì thương xương 100 kim cương chứ nhiêu. Trời ơi, sao nó có tiền đúng không? Cái gì? 100 kim cương trời. Mua có một con cá mà 100 kim cương, mấy người tính gọi là cắt cổ à? Nani? Thì sao bây giờ không đưa tiền thì thôi, tôi về ăn chén xù nó. Giờ sao? Câu công sức người ta mà. Còn ghê suy nghĩ trời đây. Trời ơi, 100 kim cương hả? Thôi, chắc kệ đi các bạn ơi, tại gia đình mình cũng nhiều kim cương ở dưới biển mà, quá trời kim cương lo gì. Em trai, em có 32 kim cương không? Em cần gì chứ kim cương này em không có. Gì vậy? Đạt làm ơ lùm đòi, cuối cùng không mua được á. Trời ơi, em trai ơi, anh nhớ là hồi sáng nay là anh có thấy em lấy kim cương nhét vô túi quần mà kiểm tra lại đi, coi có không? Không, cái đấy là của riêng của em, làm sao mà em cho anh được, anh nói gì vậy? Trời ơi, bây giờ gọi là tiết kiệm không chịu lấy kim cương ra cứu ba luôn kìa bạn ơi. Nè, anh nói em nghe nha, em mà không chịu cứu ba là ba bị đem về chiên xù chấm nước mắm ăn á. Đó, cầm hết đi. Trời ơi. Kim cương luôn, trời ơi. Đây chính là 100 kim cương của bọn tôi đó. Mấy người cứ lấy đi, rồi sau đó trả tôi con cá, nhanh lên. Rồi, trả cho nhóc á. Okay. Trời ơi. Rồi, mọi người đi. Cút. Rồi, giờ mình đi lấy tiền này, mình gọi đi mua cá nhiều hơn. Trời lời quá trúng bánh rồi. Bình tĩnh để ba ba vô trong nước nè, ba mới thở được. Ôi tỉnh dậy ơi. Ôi hồi nãy rồi. Ôi con trai phóng cỡn tí gì con trai. Trời ơi, có phải là ba từ nãy giờ gọi là đi chợ nhưng mà không chịu đi chợ, đi ngang thấy người ta đang câu có con mồi ngon quá, nhào vô ăn xong bị dính bẫy đúng không? Ba có làm gì đâu. Thì nói chung là tại vì nó cũng ngon quá nên định lại đớp cái, nhưng mà ai ngờ đớp vô ba dính cái ba bị bắt luôn. Trời ơi trời, thôi được rồi không sao, nói chung mà dù gì ba cũng chỉ là một con cá cho nên là ba bị dính bẫy là chuyện bình thường, nhưng mà không sao, ở đây con có một cái bình thuốc. Bình thuốc này có thể giúp cho ba trở thành gọi là giống như con. Bây giờ ba hãy đứng im. Nào đứng im nha, đứng im nha. 3, 2, 1. Ha. Ủa? Sao tự nhiên tôi có cảm giác gì lạ vậy ta? Tự nhiên thấy cơ thể nó gọi là tràn đầy sức khỏe. Rồi với lại là cũng thấy tự nhiên tầm nhìn nó cao hơn là sao vậy? Ủa trời ơi, ba ơi, ba đã trở thành người giống như con rồi nè. Trời ơi nhìn nè. Ủa mà khoan từ, tại sao? Tại sao tay chân là con người mà sao cái mặt vẫn là con cá vậy? Ủa đâu, để cha coi thử coi, Trời ơi, cha biến thành con người rồi nè. Wow. Oh my God. Trời ơi các bạn nhìn thấy nè, ba cha con y đúc nhau rồi, thấy không? Đó, em trai. Vô đây đứng. Cái thằng này là con trai đó hả? Đúng rồi, đây là em trai nè. À, trời ơi, con trai. Trời ơi, con trai nó biến thành con người, nhìn nó xấu quắc luôn trời, nhìn nó xấu gì quá trời. Ba nhìn lại ba. Nhìn lại ba đi. Ba mắc lòi. Trời ơi là trời. Ok bạn ơi, vậy là coi như là gia đình của mình bây giờ đã có thể lên trên bờ sống rồi, không cần phải sống ở dưới nước gọi là làm số phận làm cá heo nữa. Trời ơi mừng quá mấy bạn ơi. Thôi vậy được rồi, bây giờ chúng ta phải về nhà thôi, không thôi là để mama ở nhà chờ lâu, mama lo lắng. Ok, cả nhà mình về thôi nào, let's go. Yeah. Phong. Dạy. Trời ơi, ai gọi tôi vậy? Ủa cái gì vậy Sam? Ủa gia đình tôi đâu? Ủa ba mẹ tôi đâu? Trời ơi Sammy ơi, tôi kêu bà ở nhà với mẹ tôi mà sao bà ra đây? Ủa mẹ nào? Ủa ai là mẹ không? Ủa là sao? Ủa sao kỳ vậy ta? Hồi nãy mình nhớ là mình đang trên đường về nhà chung với em trai và ba mình, sao tự nhiên bây giờ mình mở mắt ra thì mình lại đang nằm trên giường ngủ ta? Ủa có chuyện gì vậy? Ủa Sam ơi, từ sáng giờ là tôi ngủ á hả?
Ở bị không hả? Ngủ từ tối đến sáng luôn á. Đó, ngủ nguyên ngày luôn á, bị không hả? Trời ơi. Có nghĩa là từ nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ thôi sao? Ôi trời ơi, Sam ơi, tôi kể bà nghe nè. Hồi nãy á nha, tôi nằm mơ á, tôi thấy là tôi có một gia đình ở trong Minecraft. Mà gia đình tôi kỳ lạ lắm, không có giống như mọi người là gia đình là sao ta, gọi là ở trong Minecraft là nhân vật Minecraft bình thường. Mà gia đình của tôi á, mẹ của tôi là cá heo nè, ba của tôi là cá lóc, còn em của tôi là một cái con cá gì tôi không biết nữa mà nó mập như heo vậy á. Lạ lắm. Gì vậy? Gia đình mình là con người thì gia đình mình phải con người chứ, nghĩ sao con cá vậy? Mày khùng hả? Ngủ nhiều lắm đúng không? Ha, đúng rồi, chắc là do tôi ngủ nhiều quá cho nên tôi nằm mơ rồi. Hay nói chung là dù gì thì nó chỉ là giấc mơ thôi, nhưng mà nó cũng thật sự rất là vui luôn các bạn ơi, thật sự sự rất là vui luôn á. Thôi được rồi, bây giờ mình đi chơi hả Sam ha? À, trời đi chứ sao, tôi từ sáng giờ tôi đợi ông đi chơi luôn á. Thôi đi chơi đi nha, nhanh nè, tôi muốn okay. Đi chơi lắm rồi. Rồi đi ừ. Trời ơi, nhìn hey. Chơi đi chơi thôi. Cho dù đó chỉ là một giấc mơ, nhưng mà đối với mình đó đúng thật một giấc mơ thật là đẹp mấy bạn ạ. Hey, thôi được. Nhanh nè. Thôi đi. Trời ơi, tôi ngủ đi gì chơi, ngủ nhiều quá chơi. Trời quá đất luôn trời. Ok đi thôi. Ủa ai bên kia vậy ta? Hả? Ai nhìn quen vậy nha? Ủa khoan từ từ, mọi người ơi. Sao mà mình nhìn ba cái người vừa rồi nhìn quen người ta, tự nhiên nhìn thấy mình cái đầu nhảy xuống dưới biển luôn à? Gì lạ vậy? Không hả? Không có gì. Đi. Bây giờ mình đi rồi. Chơi thôi. Hay. Đi chơi. Hay, đi chơi thôi.